Phạm Thanh Liêm bị cáo buộc phạm tội lừa đảo nhiều lần với thành tích làm giả 29 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Liên quan một vụ án làm giả hồ sơ, con dấu để lừa đảo, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa chuyển sang Tòa án Nhân dân tỉnh cáo trạng, truy tố Phạm Thanh Liêm, nguyên cán bộ phòng tài chính kế hoạch H. Bắc Bình, Bình Thuận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo dự kiến, ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Tự phong mình là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận, lợi dụng việc ông N. T. D. Chú Phú Quốc Kiên Giang nhờ làm thủ tục thuê đất ven biển ở Bình Thuận để làm dự án du lịch, Phạm Thanh Liêm tự nổ mình là Phó Phòng Tài chính Kế hoạch rồi là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân H. Bắc Bình. Thực ra thời điểm đó Liêm chỉ là cán bộ Phòng Tài chính Kế hoạch H. Bắc Bình PV, có thể giúp ông D. thuê đất làm dự án du lịch. Phạm Thanh Liêm đã thuê người vẽ bản đồ vị trí đất, làm giả hàng chục con dấu tài liệu quy hoạch đất đai, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất hàng trăm hecta để chiếm đoạt gần 38 tỷ đồng của ông D và 7 người bạn. Có những tài liệu sổ đỏ Liêm làm giả ghi chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân H. Bắc Bình Phạm Thanh Liêm. Trên thực tế, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân H. Bắc Bình không có ai tên Phạm Thanh Liêm. Cáo trạng nêu, từ đầu năm 2017, khi xác định được các thửa đất ở H. Bắc Bình mà ông D muốn thuê để làm dự án du lịch, Liêm đã làm giả hồ sơ xin thuê đất. Liêm nhờ một cán bộ tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường Bình Thuận vẽ bản đồ vị trí, thuê Lâm Thanh Tùng chưa rõ địa chỉ cư trú, làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều mang tên ông N. T. D. Vì vậy, ông D đã chuyển cho Liêm số tiền 21,5 tỷ đồng, sổ đỏ giả có diện tích tới 250 hectare. Cũng với thủ đoạn như nêu trên, Phạm Thanh Liêm tiếp tục thuê Lâm Thanh Tùng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Liêm đã thuê Lâm Thanh Tùng làm giả tổng cộng 29 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên đến 2.500.000 m², tức 250 hectare, tất cả đều là đất của nhà nước quản lý hoặc đã giao cho các dự án kinh tế khác, PV, làm giả 16 con dấu của cơ quan nhà nước, Sở Tài nguyên Môi trường Bình Thuận, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Ủy ban Nhân dân H. Bắc Bình, các phòng chức năng. Phạm Thanh Liêm còn tự làm giả 5 bảng biểu tính thuế tiền thuê đất, một biên bản giao nhận quyền sử dụng đất giả và nhiều con dấu đóng trên các tài liệu này để lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhận định hành vi phạm tội của Phạm Thanh Liêm là rất nguy hiểm cho xã hội. Riêng Lâm Thanh Tùng và đồng bọn giúp Liêm làm sổ đỏ và hồ sơ giả đã được cơ quan cảnh sát điều tra tách ra thành vụ án riêng để điều tra. Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, Phạm Thanh Liêm khai đã đưa tiền một cán bộ công an để được bỏ qua. Hiện thông tin này cũng đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận xác minh, làm rõ.